Và ok luôn mọi người, thì trong lúc đọc comment, mình có thấy comment của bạn DBDBDAT gì đó có nói là mình hãy làm một đội hình toàn lão tướng đi. Thì mình thấy cái ý tưởng này khá là hay, nên ngày hôm nay chúng ta sẽ thử tạo một đội hình toàn là lão tướng thi đấu tại Premier League nha. Và để không làm mất thời gian của mọi người thì mình đã tạo một đội hình có sẵn những lão tướng đây. Đầu tiên là cặp tiền đạo đã từng là đồng đội của nhau tại Real Madrid với Benzema 36 tuổi và Cristiano Ronaldo 39 tuổi. Bộ tứ hàng tiền vệ chúng ta sẽ có đầu tiên là Lionel Messi 37 tuổi, Ivan Rakitic 36 tuổi, Moutinho 37 tuổi và Luka Modric 38 tuổi. Cặp trung vệ là Vertonghen và Otamendi với lần lượt là 37 và 36 tuổi. Hai hậu vệ cánh là Jordi Alba 35 tuổi và Jesus Navas 38 tuổi. Và cuối cùng là thủ môn Manuel Neuer 38 tuổi. Ngoài ra còn có những lão tướng khác đang ngồi dự bị như là Pepe Reina nè, rồi Aspa, Ashley Young, Albion, Santi Cansola các thứ à. Thì mình sẽ để tuổi của những cầu thủ này ở dưới cho mọi người xem. Và ok ok, và sắp tới đây sẽ là trận đấu đầu tiên của lão tướng FC tại Premier League. Và là cuộc đối đầu với lại câu lạc bộ West Ham United. Vâng, ta có thể thấy là sân vận động rất là đẹp ha. Đây là sân vận động của câu lạc bộ West Ham nè. Và đây là hình ảnh các cầu thủ sẽ ra sân. Và các cầu thủ cả hai đội đang bắt tay nhau trước trận đấu nè. Đó. Và chúng ta có thể thấy là khuôn mặt của lão tướng FC ta nhìn khá là, ai nhìn cũng lớn tuổi, râu ria tùm lum á, nhìn khá là già ha. Và đầu tiên sẽ là đội hình của đội đối thủ, đó chính là West Ham. Chúng ta sẽ có ai đây? Thủ môn West Fordham, rồi bộ tứ hàng tiền hậu vệ nè, Todibo, Hanko, Santos, Kofa các thứ đó, mọi người để xem mà khá là nhiều và chạy khá là nhanh nên mình đọc cũng chả kịp. Và tiếp theo đây sẽ là đội hình của chúng ta, đội hình lão tướng FC. Thì trong đây mình chọn là Aston Villa ha, chúng ta có Manuel Neuer nè, như hồi nãy mình có giới thiệu đó. Đó, đội hình nhìn khá là lực ha, nhìn khá là chất lượng luôn á chứ. Và đây là Lionel Messi nè. Đó, trong ngày hôm nay thì Ronaldo và Messi sẽ là đồng đội của nhau, một điều mà có thể là chúng ta sẽ không bao giờ thấy ở ngoài đời ha. Rồi Lionel Messi dứt điểm không vào. Và đây có bóng là Lionel Messi, lại một đường chọc khe nữa dành cho Cristiano Ronaldo. Và bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ của lão tướng FC. Và đó chính là Cristiano Ronaldo với pha kiến tạo của Lionel Messi. Vâng, Lionel Messi rất khéo léo và có một đường chọc khe với nó là quá hay dành cho Cristiano Ronaldo. Và với một cú sút không quá mạnh nhưng cực kỳ hiểm hóc của Ronaldo thì Ronaldo đã mở tài khoản cho các cầu thủ lão tướng FC. Quá tuyệt vời. Vâng, người đã có bóng là Lionel Messi. Một pha phản công của các cầu thủ lão tướng FC. Và đây là Ronaldo, cú đúp của Cristiano Ronaldo. Một bàn thắng đến quá bất ngờ sau đường chọc khe của Karim Benzema. Wow, không thể tin được là tình huống vừa rồi lại có bàn thắng sau pha di chuyển và nó là quá thông minh của Cristiano Ronaldo. Ta sẽ cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Wow, Ronaldo đã di chuyển ra đằng sau lưng các hàng hậu vệ của West Ham. Tưởng chừng như anh đã việt vị nhưng không, anh đã quan sát rất tốt. Và ngay lúc này thì trận đấu chỉ có 1 phút bù giờ thôi. Và đây sẽ là pha tấn công cuối cùng của các cầu thủ Aston Villa. Và có vẻ như là trọng tài đã nổ thời còi trước khi mà một cầu thủ bên phía West Ham sút bóng. Tuy là bóng đã vào lưới nhưng bàn thắng đã không được tính. Rất may mắn cho các lão tướng ha. Và có vẻ như đây là cầu thủ đã sút quả bóng rồi. Quá đáng tiếc cho anh luôn. Và trận thắng đầu tiên của các lão tướng FC tại Premier League. Quá tuyệt vời. Và sau trận đấu đầu tiên tại Premier League thì sắp tới đây chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của các lão tướng FC tại Champions League. Và đó chính là cuộc đối đầu với câu lạc bộ Young Boys trên chính sân nhà của Young Boys luôn. Và mọi người có thể thấy là các cổ động viên của Young Boys đến cổ vũ rất là nhiều ha. Một màu vàng khắp cả sân vận động luôn. Và đây là đội hình của các cầu thủ Young Boys. Thì đây mọi người có thể xem qua ha. Đó, và wow, nó hiện ra tất cả luôn chứ không phải là hiện từng a, nó hiện tất cả sau đó sẽ hiện từng vị trí ha. Đó, camera, lober, đi xe các kiểu đó. Mọi người có thể thấy là trên màn hình đó chính là đội hình của Young Boys. Và đây là các cầu thủ Young Boys ha. Và các cầu thủ lão tướng FC thì mình nghĩ là mọi người cũng biết rồi, nên chúng ta sẽ bỏ qua và đến với trận đấu luôn ha. Và trận đấu sẽ được bắt đầu với quyền giao bóng dành cho các lão tướng FC. Rồi có bóng là Lionel Messi,
đường chuyền dành cho Karim Benzema. Và đây là Cristiano Ronaldo, và vẫn là anh 7 mở tỷ số cho các cầu thủ lão tướng FC. Vâng, có thể thấy là một pha ghi bàn rất nhẹ nhàng của anh 7. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi, đó là một sự phối hợp giữa Lionel Messi, Benzema và Cristiano Ronaldo. Một pha dứt điểm không quá mạnh nhưng rất hiệp hóc, và một pha dứt điểm sệt đã khiến cho thủ môn bên phía Young Boys cũng không thể phản xạ kịp. Đây là Lionel Messi, một đường chọc khe quá đẹp dành cho Cristiano Ronaldo. Vâng, một cú dứt điểm quá căng của Cristiano Ronaldo. Anh đã chạy lại quả bóng và sút thêm một lần nữa. Và đó là cú đúp của Cristiano Ronaldo. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Một đường chọc khe phải nói là quá tốt của Messi. Anh đã quan sát quá nhanh và thấy Cristiano Ronaldo đang không bị ai theo kèm. Và đó chính là cú đúp của Ronaldo. Là pha tấn công của các cầu thủ Young Boy. Và cú dứt điểm phải nói là rất thiếu chính xác của một cầu thủ bên phía Young Boy. Đó là cầu thủ mang áo số 77. Khoảng trống là rất lớn nhưng anh đã quá vội vàng với pha dứt điểm vừa rồi. Rồi, người đang có bóng là Luka Modric, và pha chạy chỗ của Ronaldo quá đáng tiếc, vẫn chưa có hat-trick dành cho Cristiano Ronaldo. Wow, không thể tin được là anh đã sút chệch con bom trong pha bóng vừa rồi. Rồi, đây là Benzema, một đường chuyền dành cho Ronaldo, và cú hat-trick của Cristiano Ronaldo quá tuyệt vời. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi, vẫn là Lionel Messi và Benzema và Ronaldo. Và thấy là Benzema đã chơi rất đồng đội trong pha bóng vừa rồi. Anh có thể dứt điểm ngay nhưng đã quyết định chuyền cho người đồng đội Cristiano Ronaldo của mình để anh có thể lập hat-trick. Và ngay lúc này đây thì trận đấu chỉ có 2 phút bù giờ thôi. Và trọng tài đã nhìn đồng hồ của mình và ngay lập tức thì ông trọng tài đã nói rồi coi kết thúc trận đấu và trận ra quân của các lão tướng FC tại Champions League là một chiến thắng với 3 điểm và với 3 bàn thắng của Cristiano Ronaldo luôn. Wow, có thể thấy là tuy là Ronaldo đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn cho thấy một phong độ rất là tốt ha. Ok, vậy là hơn nửa mùa giải đã trôi qua và hiện tại trên bảng xếp hạng Premier League thì lão tướng FC chúng ta đang đứng hạng 7 trên bảng xếp hạng. Một kết quả cũng không quá tệ ha. Để chúng ta xem thử coi ai là đứng nhất đây. Đứng nhất chúng ta có Man City. Wow, xếp thứ hai là Manchester United luôn. Ảo thật chứ. Thứ ba là Liverpool. Thứ tư là West Ham. Thứ năm là Arsenal. Và thứ sáu là Chelsea. Vậy là lão tướng FC chúng ta đứng hạng 7 cũng không quá là tệ ha. Còn tại Champions League thì lão tướng FC chúng ta đang đứng hạng 13 trên bảng xếp hạng. Vậy là chúng ta sẽ được chơi tại trận playoff ha. Và để xem coi ở trận playoff thì lão tướng FC sẽ gặp Sporting Lisbon. Một câu lạc bộ nói chung là cũng không quá đe dọa đối với lại lão tướng FC ha. Ok, và đây sẽ là trận lượt đi ở vòng 16 đội thì mình sẽ skip qua thử xem là các lão tướng FC có thể giành chiến thắng không. Và ở trận lượt đi thì lão tướng FC đã hòa Sporting Lisbon với tỷ số 1-1. Và để xem ở trận lượt về liệu các lão tướng chúng ta có thể giành chiến thắng hay không đây. Và oh no, lão tướng FC đã bị đánh bại với tỷ số 2-1 ở trận lượt về. Quá đáng tiếc, vậy là lão tướng FC đã bị loại khỏi Champions League rồi. Ô, mình quên mất là chúng ta còn Carabao Cup là cúp nước ngọt nữa. Và tại vòng 3 thì lão tướng FC đã đánh bại được Wrexham với tỷ số là 3-2. Tại vòng thứ 4 thì thật bất ngờ, wow, lão tướng FC chúng ta đã đánh bại được đội hạng 2 Premier League, đó chính là Man United với tỷ số 3-1 luôn. Và tại tứ kết thì chúng ta đã thắng nhẹ nhàng Leicester City với tỷ số là 2-1. Và để coi, wow, chúng ta thắng luôn cả bán kết nè. Chúng ta đã thắng Chelsea với tỷ số chung cuộc là 5-3 sau 2 lượt đấu. Vậy là trận chung kết chúng ta sẽ đối đầu với lại Liverpool FC. Và để xem liệu các lão tướng FC chúng ta có thể giành chiến thắng hay không đây. Và kết quả là ôi không, chúng ta đã thua Liverpool với tỷ số 2-0 rồi. Quá đáng tiếc dành cho lão tướng FC. Và sau khi mùa giải kết thúc thì lão tướng FC chúng ta rớt xuống hạng 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Oh no. Còn về thành tích cá nhân thì để xem coi ai là người ghi bàn nhiều nhất đây. Và không ai khác chính là Cristiano Ronaldo với 35 bàn thắng. Wow, một con số phải nói là quá kinh khủng đối với một cầu thủ đã lớn tuổi như Ronaldo ha. Và đứng thứ hai là đối tác của anh Karim Benzema với 19 bàn thắng. Về kiến tạo thì Karim Benzema có 11 pha kiến tạo và đứng thứ hai là Cristiano Ronaldo với 8 pha kiến tạo. Phải nói là một phong độ rất là kinh khủng của Cristiano Ronaldo ha.
Ok, và đó cũng là toàn bộ hành trình của Lão Tướng FC trong ngày hôm nay. Và nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến cũng như là đóng góp những ý tưởng của mọi người bên dưới phần bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.